Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm canh tí. Ngày này là ngày mậu thìn, tháng kỵ Sửu năm canh tí. Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ phải ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc ngày mậu thìn tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại lâm mộc kỷ tuổi nhâm tuất bính tuất ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi canh tuất bính tuất tuổi xung trong tháng, tuổi ất mùi, đinh mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc. Sao Nguyệt Hư hay còn gọi là Sao Nguyệt Sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, Sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc, Sao Hà Khôi, xấu mọi việc, Sao Bạch Hổ, kỵ về an táng, Sao Sát Chủ, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ thần hướng đông nam, Tài thần hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi Tý bạn có được sự nhanh nhẹn thông minh và dội thích nghi trong mọi hoàn cảnh do đó công việc với bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay nhìn chung khá chi là suôn sẻ bạn biết cách để tăng hiệu suất công việc lên một cách tối đa nữa và với bạn tự tí, mọi việc tiến triển theo đúng như mong đợi và kế hoạch của bạn đã đặt ra từ trước, tâm trạng của bạn cũng nhờ vậy mà trở nên vô cùng là hứng khởi và rạng rỡ hơn rất chi là nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tử tí, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cho nên, hôm nay là một ngày thích hợp để cho bạn mệnh thực hiện các dự án về đầu tư mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. Không phải lúc nào cũng tìm được đối tác đáng tin cậy như vậy, cho nên với bạn tuổi Tý đừng có do dự mà để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành, thổ khắc với thủy, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Một số dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là lời cảnh báo mà bạn tuổi Tý không thể xem thường được. Vài tử vi tuổi giáp Tý thuộc kim, công việc được thuận lợi, theo đúng như kế hoạch đã đề ra tử vi tuổi bính tý thuộc thủy biết cách tăng hiệu suất công việc tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa thích hợp để tiến hành những dự án về đầu tư tử vi tuổi canh tý thuộc thổ tinh thần hứng khởi tạo được động lực để cố gắng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc sức khỏe có dấu hiệu bất ổn không nên chủ quan và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu, thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo công việc của bạn gặp nhiều trục trặc, nội bộ có sự mâu thuẫn gây ảnh hưởng tới kết quả chung và với bà tuổi Sửu cũng đang có điểm báo tiểu nhân phá hoại cho nên cần phải hết sức thận trọng trong từng hành động và lời nói của mình. Trong ngày hôm nay, với bà tuổi Sửu, tốt nhất là không nên tiến hành các kế hoạch về đầu tư về tài chính để tránh rắc rối, rủi ro không đáng có xảy ra với mình. Nếu là dự án đang còn dang dở thì với bà tuổi Sửu cần phải quan sát và để ý thật sát sao, tránh vì một phút lơ là để lại hậu quả đáng tiếc xảy ra. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có chính tài chiếu mệnh, cho thấy hôm nay không phải là dấu hiệu tốt cho vận trình tài lộc của bạn. Và với bà tuổi Sửu, dù đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, nhưng với bạn lại phải chi tiêu một khoản không hề nhỏ trong hôm nay để khắc phục một số vấn đề xảy ra với mình. Tuy nhiên, với bà tuổi Sửu cũng đừng vì thế mà lo lắng, bạn hãy cứ nghĩ của đi thay người, tiền rồi sẽ kiếm lại, hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc gặp trục trặc nội bộ mâu thuẫn từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đề phòng tiểu nhân niếm đá dấu tay từ vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa tài lộc không có khởi sắc phải chi tiêu một khoản khá chi là lớn ngoài ý muốn từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ không nên tiến hành đầu tư tài chính từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc không nên thất vọng chán nản khi gặp khó khăn và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phụ trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý Tử vi tuổi dần thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn tuổi dần có thêm phần sáng suốt và quyết đoán hơn bởi trong ngày với bạn đang đứng trước các lựa chọn mang tính quyết định và với bạn tuổi dần bạn hiểu rõ được mục đích của mình là gì và sẽ không mất thêm thời gian do dự nữa bên cạnh đó ngày này với bạn tuổi dần đang có những dấu hiệu tích cực cho thấy bạn đang đi đúng đường đúng hướng cần phải phát huy năng lực của bản thân mình một cách mạnh mẽ hơn nữa bạn đừng có sợ sai vì những sai sót mới giúp cho chúng ta trưởng thành và có thêm kinh nghiệm quý giá sau này nữa và ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có màu khắc với thổ nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần cần phải dành thêm thời gian quan tâm tới gia đình của mình. Những khúc mắc giữa vợ chồng, bố mẹ và con cái là điều hết sức bình thường trong gia đình. Nhưng cái điều quan trọng là với bạn tuổi dần phải tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt, trốn tránh chỉ khiến cho tình trạng căng thẳng hơn mà thôi, khiến cho tình cảm gia đình lại thêm phần rạn nứt. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy có sự quyết đoán khi đứng trước lựa chọn. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa hiểu rõ mục tiêu của bản thân và nỗ lực để đạt được. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần phải phát huy năng lực của bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc không nên lạng tránh các vấn đề mâu thuẫn trong gia đình. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đừng sợ sai rộng cảm bước đi thì mới có thể tiến xa hơn được. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt. 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này do chịu ảnh hưởng tiêu cực của cục diện ngũ hành thìn mão tương hại cho nên tình cảm vợ chồng của bạn mệnh đang có dấu hiệu bị rạn nứt do những hiểu lầm liên minh không được tháo gỡ kịp thời. Và với bạn tuổi Mão, không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng thái độ bất hợp tác của nửa kia dường như đang thử thách giới hạn chịu đựng trong bàn. Và với bạn tuổi Mão, càng ngày càng cảm thấy thất vọng và mất dần kiên nhẫn để hàn gắn tình cảm khi tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt cứ tiếp diễn. Không chỉ cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay không được tốt, còn công việc của bạn cũng đang gặp nhiều trục trặc khiến cho bạn cảm thấy rất mệt mỏi do sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh gây ra. Với bạn tuổi mão có thể vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là bạn bè của mình trong ngày hôm nay nữa. Bà tuổi mão dường như cảm thấy mình không được ai tin tưởng và ủng hộ, Tuy nhiên cái điều bạn cần làm bây giờ là dành thời gian xem xét lại chính bản thân mình thay vì cứ ủ rũ như vậy có thể bạn đã làm sai một giai đoạn nào đó mà chưa nhận ra mà thôi vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy công việc phát triển tốt đẹp tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa khắc phục khó khăn trước mắt tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ quý nhân phù trợ có định hướng trong tương lai, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim chủ động làm hòa với vợ hoặc là chồng của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi hợi tuổi tốt. từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối ba tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành thìn thìn tự hình cái điều này cho thấy đây là nguyên nhân gây nên sự cố chấp và bảo thụ của bà tuổi thìn dù với bà tuổi thìn là người có khả năng làm việc độc lập và luôn tự đặt ra những nguyên tắc cho riêng mình nhưng khi cần làm việc nhóm thì bạn lại có xu hướng tỏa ra khá chi là khó chịu khi phải phối hợp với người khác chính nhờ năng lực cá nhân đã mang đến cho bà tuổi thìn có những thành công đáng nể trong công việc song thối độc đoán sẵn sàng đối đầu trực tiếp với những ai có ý kiến trái ngược chiều với mình là điều khiến cho bạn mất điểm nghiêm trọng trong mắt đồng nghiệp và cấp trên và bà tuổi thìn bạn cần phải thay đổi tâm tính mở rộng cái mối quan hệ với đồng nghiệp là điều cần thiết mà với bà tuổi thìn cần phải thực hiện ngay nếu như muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, nhắc nhở bạn mệnh tuổi thìn, cần phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Bạn nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, hạn chế chất biếu và đồ kích thích để tránh các bệnh về dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa không muốn phối hợp làm việc nhóm tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ trở nên cố chấp bạo thủ không nghe lời khuyên của người khác tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tính cách độc đoán kìm hãm bước phát triển của bản thân tử vi tuổi canh thìn thuộc kim nên thay đổi tâm tính và mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu đất, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi tỵ đang có được những dấu hiệu phúc lộc dồi dào làm ăn thu lợi lớn nhất là đối với bạn làm nghề tự do thì có thể thu về một khoản tiền rất đáng nể Ngày này với bà tuổi tỵ có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi được vận mệnh của cuộc đời mình. Nhưng cơ hội quý giá cũng thường kèm theo không ít rủi ro và với bà tuổi tỵ nên cẩn thận khi nhìn nhận vấn đề để không thua lỗ một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tỵ trong lúc này đang có những dấu hiệu rất chi là khởi sắc. Đối với những bạn đang còn độc thân thì có được cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với người mình cảm mến đã lâu. Còn đối với những bạn đã có gia đình rồi để giữ được ngọn lửa hôn nhân, bạn cần phải thường xuyên hâm nóng tình yêu chứ đừng có chỉ chờ tới một dịp đặc biệt nào đó mới thể hiện cảm xúc của bản thân mình. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa có lộc phát tài kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có được cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt đừng bỏ lỡ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cẩn thận với những rủi ro tiềm ẩn tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim vận trình tình cảm có nhiều khởi sắc đôi lứa hòa hợp tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên hâm nóng tình cảm kịp thời chứ đừng có đợi dịp đặc biệt và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 5 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Dậu tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này do chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh cho nên với bà tuổi ngọ trở nên hoài nghi về năng lực của bản thân mình khi liên tiếp đạt những kết quả không được như mong đợi bạn tự ngọ, bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng không hiểu tại sao mọi việc lại chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Và những lúc như vậy với bà tự ngọ trở nên nóng nảy và có phần hấp tấp muốn chứng minh năng lực của bản thân mình. Nhưng bạn lại càng vội vàng thì càng dễ xảy ra sai sót. Tốt nhất là bạn nên rèn luyện cho mình tính kiên nhẫn và bình ổn để có thể đương đầu với mọi sóng gió. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với ba tử ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ Vượng Cái điều này cho thấy gia đình là điều tuyệt vời nhất mang đến động lực cho bạn tử ngọ thực hiện những dự định của mình. Và mỗi khi mệt mỏi, bạn đều được những người thân yêu động viên và tiếp sức cho bạn vô cùng là hạnh phúc về điều đó. Xem tử vi cho thấy, hôm nay với bạn tử ngọ, là một ngày tốt để cho bạn thực hiện những dự định của mình như là tổ chức yến tiệc, ký kết hợp đồng, có thể xuất hành đi xa và bạn đừng quên xuất hành đi xa nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để mang tới sự may mắn cho mình. Về kinh doanh buôn bán chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận trong tương lai nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim hoài nghi về năng lực của bản thân mình tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy dù nỗ lực nhưng không thu được kết quả như mong đợi tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa vội vàng muốn chứng minh năng lực nhưng lại gây ra sai sót tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ gia đình là chỗ dựa tinh thần và động lực để cho bạn cố gắng nhiều hơn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đối với những bạn làm kinh tế, thích hợp ký kết hợp đồng, xuất hành đi xa. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. tử vi tuổi mùi thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mùi á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi. Cho nên với bà tuổi mùi đang có điểm báo có những mâu thuẫn với đồng nghiệp vì một số bất đồng quan điểm giữa hai bên. Cả hai đang có cách nhìn trái chiều về cùng một vấn đề và ai cũng khăng khăng giữ quan điểm của mình. Sự thỏa hiệp là điều vô cùng cần thiết khi làm việc trong môi trường tập thể. Tuy nhiên, bảo vệ chính kín của bản thân mình cũng sẽ giúp cho bạn tuổi mùi xây dựng được hình ảnh là một người có chủ kín riêng trong mắt mọi người. Và với bạn tuổi mùi, nếu thấy vấn đề khó giải quyết bạn mệnh có thể nhờ tới sự phân giải của người thứ ba, đôi khi có những vấn đề người ngoài của cái nhìn thông thoáng hơn là người trong cuộc. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh đem đến cho bạn có được một tương lai rạng rõ nếu như bạn cải thiện được năng lực tập trung trong công việc của mình. Và bạn tuổi mùi, bạn vốn là người có tài, vì thế hãy xác định những mục tiêu tham vọng hơn nữa ngay từ bây giờ. Vài tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, mau thuận với đồng nghiệp, do bất đồng quan điểm. Vài tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, không biết nên thỏa hiệp hay là giữ chính kiến riêng. Tử vi tuổi kỵ mùi, thuộc hỏa, cần cải thiện năng lực tập trung trong công việc. Từ vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ hãy đặt ra những đích đến tham vọng hơn nữa cho mình từ vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc đừng có vội hài lòng với những gì mình đang đạt được ở hiện tại và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hợi tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi thân đang có một tinh thần rất chi là hăng hái và nhiệt tình trong mọi công việc dù công việc có khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì với bạn tuổi thân vẫn sẵn sàng kiên nhẫn để thực hiện tới cùng bạn vốn là người luôn nghĩ cho người khác bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn Tuy nhiên, đôi khi với bạn tuổi thân lại có chút nóng lòng, mong kết quả sớm và bạn hãy suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đưa ra quyết định. Đặc biệt là đừng có dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn, nếu không bạn sẽ khó có thể phát triển một cách bền vững được. Hôm nay cũng là ngày đang gặp thiên quan chiếu mệnh, đây là dấu hiệu nhắc nhở bạn mệnh tuổi thân cần phải cẩn trọng bởi đang có kẻ tiểu nhân nhòm ngó và sẽ ngáng chân bạn bất cứ lúc nào để cướp lấy vị trí hiện tại của bạn. Ngày này với bạn tự thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh chua kim vượng Cho dù công việc của bạn bận rộn đến mấy thì bạn cũng cần phải thường xuyên rèn điện thể dục thể thao để có được một cơ thể khỏe mạnh. Cứ ngồi lì một chỗ rồi cạm cụi với máy tính ngày này qua ngày khác chỉ khiến cho cơ thể của bạn trì trệ và mắc nhiều căn bệnh về xương khớp mà thôi. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, tinh thần làm việc hăng hái, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, đôi khi hơi nóng vội khi chưa thấy kết quả như mong đợi. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, dễ dàng từ bỏ, sẽ không bao giờ thành công. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, cẩn thận, bị kẻ tiểu nhân ngáng đường. Từ vi tuổi nham than thuộc kim nên rèn luyện thân thể thường xuyên hơn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp cho nên với bạn tuổi Dậu luôn biết cách lập kế hoạch phát triển rõ ràng cho những mục tiêu trong tương lai của mình. Nhờ vậy mà với bạn tuổi Dậu luôn gây được ấn tượng là một người chững chạc, chứng chắn trong mọi việc bạn làm. Cũng nhờ những ưu điểm đó mà với bạn tuổi Dậu trong các mối quan hệ làm ăn, bạn dễ chiếm được lòng tin của đối tác để công việc hợp tác luôn thuận lợi, suôn sẻ. Hai bên có sự tin cậy lẫn nhau nên luôn đồng tâm hiệp lực để đôi bên cùng có lợi. Ngày này với bạn tự dậu lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy đối với những bạn làm công việc ở bàn giấy trong ngày hôm nay sẽ có được cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng nếu như bạn biết chớp lấy cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân mình bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn nữa. Và ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch này, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bà tử dậu không nên tiến hành làm những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, kể cả là xuất hành đi xa. Và nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa, thì với bà tử dậu nên chọn hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc để hạn chế rủi ro xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy biết cách lập kế hoạch phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa gây được ấn tượng tốt trong mắt đồng nghiệp. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ quan hệ làm ăn tốt đẹp đối tác tin cậy. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đối với những bạn làm công việc bàn giấy thì có được cơ hội thăng quan tiến chức đến gần. tử vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên tiến hành các công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất Thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi, cho thấy công việc của bạn tuổi Tuất đang có điểm báo gặp nhiều trở ngại, việc đầu tư không được máy xuân xỉa. Và thời điểm như vậy, bạn mệnh tuổi Tuất cần phải thể hiện được bản lĩnh vững vàng trước sóng gió của mình, chớ nên hấp tấp quyết định sai điều gì. Nếu như bạn tuổi Tuất làm điều gì đó sai thì bạn nên dũng cảm đứng ra nhận lỗi về mình, thể hiện thái độ tích cực và tìm cách khắc phục ngay, đừng đừng có bao giờ viện cớ để bao biện hay là đùn đẩy độ trách nhiệm cho người khác. Việc đó sẽ không có lợi cho con đường thăng tín của bạn về sau này. Với bà tuổi tuất ở công ty đã bột bè đủ mọi công việc, về nhà lại phải đối diện với sự ghen tuông vô lý của bạn đời. Và bà tuổi tuất càng cảm thấy thất vọng với những suy đoán vô căn cứ của đối phương. Lúc này, với bà tuổi tuất chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ chứ chẳng muốn cố gắng điều gì nữa Hiểu lầm sinh ra do sự thiếu tin tưởng của hai bên dành cho nhau có thể những hành động gần đây của bạn tuổi tuất đã khiến cho đối phương hiểu lầm và không có cảm giác an toàn cho nên mới xử sự như vậy và với bà tuổi tuất hãy thử nói chuyện một cách thẳng thắn với nửa kia xem sao vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa công việc nhiều trở ngại việc đầu tư không thuận lợi. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ cần dũng cảm nhận lỗi khi mắc sai lầm, chớ nên đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm trục trặc, đôi bên không có sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim chớ vội vàng đưa ra quyết định khi đang thiếu bình tĩnh. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy thất vọng với những suy đoán ghen tuông vô lý của bạn đời. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi mão. tử vi tuổi hợi thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi đang gặp ngày có chính ấn chứa mệnh, cho thấy với bà tuổi hợi có thể gặp một vài khó khăn khi phải thể hiện tình cảm của mình. Bạn không biết cách nói sao để cho đối phương có thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà bạn dành cho người ấy và với bà tuổi hợi dù vậy cũng đừng có vội nạn trí biết đâu đối phương đã sớm cảm nhận được tình cảm chân thành của bạn và cảm thấy biểu cảm ấp ống của bạn trong ngày hôm nay vô cùng dễ thương thì sao đôi khi thể hiện tình yêu bằng hành động lại có sức truyền tải tốt hơn là những câu nói Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi, bà lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, trái ngược với phương diện tình cảm của bạn, thì công việc của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại không được suôn sẻ như vậy. Có kẻ đang muốn tiếp cận với bạn, có mưu đồ chuộc lợi cá nhân mà bạn lại không hề hay biết và còn nhiệt tình giúp đỡ lại. Và với bà tuổi hợi, hãy cảnh giác với những lời đường mật ở bên tai mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ khi ngôn ngữ không thể diễn đạt được bạn có thể thay bằng hành động yêu thương. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, công việc phải đối mặt với một số vấn đề. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, nên đề phòng trước những lời đường mật. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, không nên di chuyển đồ đạc, sửa chữa ở hướng đông bắc. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 1, số 6, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.